Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Cặp đôi đẹp nhất màn ảnh xì bít, Tiêu Chiến, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ nên duyên trong phim mới. Theo thông tin từ một blogger, Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ hợp tác trong phim mới, tạo nên một tổ hợp đẹp như mơ. Sau tiếng vang của Trần Thiên Lệnh, Tiêu Chiến từ một ngôi sao vô danh bỗng vụt sáng và được săn đón hàng đầu trong làng giải trí Hoa Ngự. Các hợp đồng quảng cáo, các sự kiện danh giá, các dự án phim điện ảnh, truyền hình đều đến tay Tiêu Chiến không ngớt. Bên cạnh gương mặt điển trai, khả năng diễn xuất của Tiêu Chiến cũng được khán giả lẫn giới chuyên môn đánh giá cao. Một vài dự án gần đây nhất của nam thần sinh năm 1991 phải kể đến như Chu Tiên, Lang Điện Hạ, Đấu La Đại Lục, Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn và Ngọc Quất Giao. Với độ hot hit như hiện tại, hiện nhiên Tiêu Chiến có vô vàn cơ hội được hợp tác với các ngôi sao từ mới nổi đến cây đa cây đề xì bít. Thế nhưng độ thu hút của các nữ chính khi bắt cặp với anh chàng này lại chẳng mấy khởi sắc, thậm chí là lép vế hoàn toàn, như chỉ có Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn khớp bổ với Dương Tự, được xem là sự liên hợp cực mạnh. Nối tiếp hành trình này, mới đây một blogger đưa tin Tiêu Chiến về Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ hợp tác trong phim mới. Gặp gỡ thế này rồi sẽ ra sao, đã khiến fan hâm mộ cả hai bên vô cùng phấn khích. Địch Lệ Nhiệt Ba là cái tên đã quá quen thuộc của làng giải trí Hoa Ngự, mỹ nhân Tân Cương được yêu mến bởi gương mặt lai tây, vóc dáng mạnh mai cùng lối diễn xuất thân sầu, người tình kim cương, tam sinh tam thế thập lý đào hoa, tam sinh tam thế chậm thượng thư, được xem là tiểu hoa thế hệ 9X hot nhất, danh tiếng của Địch Lệ Nhiệt Ba không thua kém gì Tiêu Chiến. Thông tin nên duyên của hai ngôi sao sáng nhất xì bít đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người tin chắc rằng nếu thông tin này là sự thật, bộ phim sẽ gặt hái được thành công vang dội, tạo nên một tổ hợp nhan sắc đẹp như mơ. Một vài nhận xét của cư dân mạng về tổ hợp Tiêu Chiến Nhiệt Ba. Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba mà hợp tác với nhau thì thành siêu bom tấn luôn rồi. Tổ hợp mà mình ao ước bấy lâu nay đây rồi, trai tài gái sắc, ngồi chờ màn bứt phá của Tiêu Chiến và Nhiệt Ba, quá đỉnh cao. Từ trước tới nay, thấy nữ chính hợp tác cùng Tiêu Chiến toàn bị đè bẹp không? Hy vọng Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ cân bằng lại. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.